gia đình được thiết lập dựa trên sự sáng tạo thiêng liêng để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời và làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, các gia đình đã sao lãng việc tương giao với Đức Chúa Trời, họ bỏ qua những lời cầu nguyện chung trong gia đình. Tập trung vào những lời cầu nguyện sẽ làm cho gia đình mình thịnh vượng. Vì vậy, hãy cầu nguyện hàng ngày trong cuộc sống gia đình của bạn. Trước hết, hãy cầu nguyện xin Chúa đi cùng gia đình bạn. Đức Giê-hô-va phán trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 33 câu 14 đến câu 16: Chính ta sẽ đi với con và ta sẽ cho con được an nghỉ. Môi-se thưa: Nếu chính ngài không cùng đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây. Nếu ngài không cùng đi với chúng con, thì làm sao người ta biết được rằng con và dân của ngài được ơn trước mặt ngài? Có ngài đi cùng, thì con và dân của ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất. Chúng ta phải dành thời gian hàng ngày để dâng gia đình mình lên bàn tay năng quyền của Chúa và cầu nguyện rằng sự hiện diện của ngài sẽ luôn đi trước và sau gia đình bạn trong mọi lúc, mọi nơi. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Cha Thiên Thượng của chúng con, đấng yêu thương chúng con và luôn thành tín, con tôn thờ ngài và tin cậy ngài. Hôm nay con khiêm nhu đứng trước Chúa và cầu nguyện cho gia đình của con. Xin Chúa luôn ở bên chúng con và đừng lìa xa chúng con. Chúa biết rằng cuộc sống của con người là không thể đoán trước và mong manh. Do đó, sự bảo vệ và hướng dẫn của Chúa là ánh sáng thực sự khi chúng con đi qua những khúc ngoặt của cuộc đời. Con đặc biệt cầu xin Chúa đừng quay lưng lại với chúng con khi chúng con phạm sai lầm, tự kiêu hoặc là mù quáng và chưa nhận biết được lẽ thật của ngài. Xin hãy xót thương cho gia đình con trong những lúc chúng con sai lầm. Xin đừng bỏ rơi chúng con khi chúng con gặp thử thách khó khăn. Xin ban cho chúng con sức mạnh, niềm tin và sự khôn ngoan để luôn mạnh mẽ về thể xác và tâm hồn. Xin hãy là chỗ dựa và sức mạnh cho gia đình con. Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp chúng con cảm nhận được sự hiện diện, sự hỗ trợ và tình yêu thương của ngài trong đời sống của mỗi một thành viên trong gia đình chúng con. An ủi những người thân trong gia đình con khi họ cảm thấy cô đơn, lạc lõng và thất vọng. Xin cho chúng con can đảm đối mặt với những thử thách trên đường đời. Xin Chúa hãy là tia sáng trong bóng tối, kêu gọi chúng con đứng dậy và tiến về phía trước. Lạy Cha Thiên Thượng, con cảm ơn Cha vì tất cả những ơn lành Cha đã ban cho con và gia đình con. Xin ban phước và bảo vệ chúng con cầu xin điều này từ tận đáy lòng của con trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Chúng ta hãy tận hiến gia đình của mình để phục vụ Chúa. Phụ sự Đức Chúa Trời có nghĩa là kính sợ, vâng phục và thờ phượng chỉ một mình ngài. Nó có nghĩa là yêu mến ngài và hết lòng vì ngài, vâng phục ngài vì bạn muốn như vậy, không phải vì bạn bị bắt buộc. Giô-suê đoạn 24 câu 15 chép: Nếu anh em chẳng thích phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ anh em đã phục sự bên kia sông, hoặc các thần của dân Amorit trong xứ mà anh em ở. Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Hãy cầu nguyện và loại bỏ mọi giao ước cũ. Hãy nhớ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, nhờ huyết máu của ngài để phá vỡ mọi giao ước được lập trong huyết thống của gia đình bạn với các vị thần khác trước kia.
công bố trong danh Chúa Giêsu, chống lại những lời rùa rả xuyên thế hệ. Hãy công bố rằng các thành viên trong gia đình bạn thuộc về đại gia đình của Đức Chúa Trời, và tất cả các bạn đang tiến về phía trước trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta cũng cần cầu nguyện cho sự ban phước của Chúa cho gia đình bạn. Ở Châm Ngôn đoạn 29 câu 28, câu 18 dạy rằng: ở đâu không có thần tượng, dân chúng phóng túng, nhưng phước cho người biết tuân giữ luật pháp. Câu kinh thánh trên nói rằng trong trường hợp một gia đình thiếu tầm nhìn, không nhận biết Chúa, thì họ sẽ không tránh khỏi sự đoán phạt. Điểm cầu nguyện cho gia đình ở đây là cầu xin Đức Chúa Trời ban cho khải tượng vào nhà bạn mỗi ngày, mỗi ngày. Hãy tìm kiếm Chúa, cầu nguyện mỗi ngày và tin chắc rằng Chúa giải phóng ước mơ cho mọi thành viên trong gia đình bạn. Hãy cầu nguyện chống lại tất cả các loại trì trệ và công bố tăng trưởng trong tất cả những gì gia đình bạn làm. Và đừng quên lời tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa trong gia đình của bạn. Điều không thể thiếu đó là sự cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong gia đình bạn. Sự hiệp một là điều tối quan trọng trong gia đình. Phước hạnh cho sự hòa thuận nhau, như trong Thi Thiên đoạn 133 mà David đã viết: kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp biết bao. Điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-dôn, chảy xuống gấu áo người, giống như xương móc hẹt môn, xa xuống các núi Si-ôn. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Đức Chúa Trời có một nguyên tắc ra lệnh ban phước lành cho nơi nào có sự hiệp nhất. Thiếu sự hiệp nhất, gia đình không có phước lành của Đức Chúa Trời. Điểm cầu nguyện của chúng ta cho gia đình là xin Chúa chúc lành cho mỗi một gia đình chúng ta được sự hiệp nhất. Hãy cầu nguyện và xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình bạn trái tim biết yêu thương. Hãy cầu nguyện chống lại bất kỳ sự cay đắng, tổn thương, không tha thứ nào đã mọc rễ trong lòng chúng ta và khước từ chúng vĩnh viễn. Hãy cầu xin Chúa mang tất cả các bạn lại với nhau trong tình yêu, hòa bình và hiệp nhất, nhân danh Chúa Giêsu. Chúng ta cũng nhớ đến sự cầu nguyện xin Chúa ban cho gia đình bạn sức khỏe. Hãy phụng sự thờ phượng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các con. Ngài sẽ ban phước trên bánh con ăn, trên nước con uống, và đem tật bệnh tránh xa con. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 23 câu 25. Chúng ta sẽ đau khổ và mệt mỏi nếu gia đình mình về thể chất và tinh thần không có sự tốt lành. Vì vậy, hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Hãy cầu nguyện cho những người đang đau ốm, bệnh tật, và cầu xin Chúa chữa lành mọi bệnh tật, nhân danh Chúa Giêsu. Hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ hồi sinh đời sống cầu nguyện và sức khỏe tinh thần của gia đình bạn. Nhu cầu tài chính là không thể thiếu trong mỗi một gia đình. Vì thế hãy cầu nguyện và tạ ơn Chúa đã đáp ứng nhu cầu tài chính của gia đình bạn. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ đáp ứng và cung ứng mọi nhu cầu của chúng ta trong Philip đoạn 4 câu 19. Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Tạ ơn Chúa hằng ngày đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình. Đức Chúa Trời tôn trọng lời Ngài hơn danh Ngài. Ngài sẽ làm bất cứ điều gì Ngài phán, Ngài sẽ làm. Nói lời phước lành của Ngài trên tất cả các thành viên trong gia đình. Đừng quên rằng bạn hãy cầu nguyện xác quyết niềm tin vào Chúa và công bố rằng gia đình bạn đã nhận
nhận được sự ban cho của Chúa và gặt hái bất cứ điều gì bạn đã gieo ra trên mảnh đất tốt vì lợi ích của nước Ngài. Trẻ em luôn là điều Chúa quan tâm, đừng quên lời cầu nguyện cho trẻ. Đức Chúa Giêsu phán trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 14: Hãy để các con trẻ đến với ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy. Trẻ em là di sản của Đức Chúa Trời, chúng ta phải huấn luyện chúng đi đúng đường mà Chúa dạy. Sự cầu nguyện cho gia đình liên quan đến con cái là Đức Chúa Trời sẽ trang bị cho cha mẹ để nuôi nấng chúng theo cách Chúa muốn. Cầu xin ơn khôn ngoan cho các bậc cha mẹ để nuôi dưỡng con cái theo đường lối của Chúa. Ngoài ra, hãy cầu nguyện chống lại bất kỳ ngăn trở nào trong việc nhận biết Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ bảo vệ con cái của bạn và giữ sự trong sạch cho chúng. Châm ngôn đoạn 22 câu 6: Dạy rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, khi về già nó sẽ không lìa khỏi đó. Đức Chúa Trời hướng dẫn cha mẹ kế hoạch phải tuân theo khi nuôi dạy con cái. Hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ dạy cho những người cha, ban cho họ sự khôn ngoan mà họ cần để yêu thương, lãnh đạo gia đình và khiến họ trở nên khiêm nhường. Hãy cầu nguyện và đưa các bà mẹ vào bàn tay của Chúa để thêm sức cho họ trong những thử thách mỗi ngày. Hãy cầu nguyện để các bà mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu sót trong trách nhiệm, trong nhiệm vụ, và họ được chuẩn bị sẵn sàng cho những thời điểm, trong mọi nghịch cảnh. Nhân danh Chúa Giêsu, và xin Chúa hãy đổ đầy ơn phước trên mỗi một gia đình. Chúa ở cùng gia đình bạn. Amen.